Ở một nơi rất xa đất liền, nằm xa nhất về phía đông bắc của vườn quốc gia Côn Đảo. Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ toàn đá, nơi chỉ tồn tại nắng, gió và sự mặn mòi quanh năm của nước biển. Nơi tưởng không đem đến sự sống của bất kỳ loài sinh vật nào, nhưng thực tế lại là một địa bàn sinh sống sôi động của vô số loài chim di trú. Hàng ngàn con chim biển và các loài chim di trú tung mình trong không gian đảo đá như một đại gia đình đông đúc. Một diện mạo hoàn toàn khác của cuộc sống đang được xác lập tại nơi đây. Những du khách đầu tiên có mặt ở nơi đây chính là loài nhạn biển. Cả nhạn lưng đen, nhạn xám, nhạn hồng, nhưng chiếm đa phần là loài nhạn lưng đen, có tên khoa học là Stena aneethetus. Nhạn lưng đen có màu trắng và đen, đầu và mặt màu đen, có vệt trắng từ trán kéo đến phía sau mắt, phần trên lưng nhạt màu hơn. Cấu trúc cơ thể của nhạn lưng đen rất phù hợp với môi trường biển. Chân chúng mảnh và tương đối dài, bàn chân có màng, tương đối dễ dàng cho việc đậu trên các mỏm đá, vách đá cũng như săn mồi dưới mặt nước. Chim di cư về Côn Đảo theo mùa cuối tháng 4 và đầu tháng 5 hàng năm. Sau quãng thời gian ban đầu phải đương đầu và thích nghi với môi trường mới đầy khắc nghiệt, chim nhạn đã sống theo cặp thành từng đàn rất lớn, yên bình và thanh thản trên đảo đá. Với vô vàn những khắc nghiệt được bộc lộ dưới nắng gay gắt, đương đầu thường xuyên với những cơn mưa biển bất chợt, gió lớn trên cao quật xuống đá, Hòn Trứng không phải thiên đường cho sự sống. Vậy hẳn phải có một nguyên nhân nào đó mà lũ chim biển, đặc biệt là nhạn đầu đen, lại có thể thích nghi được với cuộc sống tại Hòn Trứng. Nhạn lưng đen có một bộ lông rất mượt và đó chính là câu trả lời cho sự thích nghi với cuộc sống trên đá. Ngoài ra, chúng có được cơ chế bay lượn trên không rất tốt. Loài nhạn thường đập cánh để cơ thể nhẹ nhàng của nó lướt trên mặt biển ở độ cao vừa phải, đủ để nó quan sát con mồi dưới nước. Tại Hòn Trứng, lũ nhạn thường lấn át các loài khác bởi sự vượt trội về số lượng và cũng được xem là một trong số loài chim gây ra âm thanh ầm ĩ nhất trên hòn đảo này. Sự sôi động của quần thể chim biển nơi đây đã lấy đi vẻ trầm mặc của đá, nhưng bù lại, chúng đem tới đây màu sắc của sự sống. Sự sống quật khởi ngay ở nơi ánh sáng khó soi rọi nhất. Dưới đáy sâu thẳm của làn nước biển trong xanh, sự sống của muôn loài được xác lập và không ngừng biến đổi để tồn tại và thích nghi với sự biến đổi của tự nhiên. San hô thuộc bộ Cleratinia, san hô tạo dạng sống tụ tập thành từng vùng khác nhau về hình dạng phát triển, nhưng có một đặc điểm chung, chúng đều chứa Jusan thalea, một loài tảo cộng sinh, cung cấp cho san hô những dưỡng chất và màu sắc trong mô của chúng. Những loài tảo nhỏ này đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc san hô. Giống như đa số các thực vật xanh khác, chúng tạo ra hydrat carbon nhờ quang hợp. Và chính sự cung cấp chất dinh dưỡng này không những giữ cho san hô sống và phát triển, mà còn làm cho chúng phát triển bộ khung nhanh chóng. Các dạng san hô chiếm ít hơn 1% diện tích vỏ trái đất, nhưng chúng là trung tâm đa dạng sinh học cực kỳ quan trọng. Nói một cách khác, san hô là bảo tàng gen biển có tính năng lưu trữ tốt nhất. Trên diện tích khoảng 1.100 km²,
Dạn san hô ở Việt Nam có 350 loài san hô và 800 loại cá sinh sống. Cộng đồng cá dạn san hô cực kỳ đa dạng và dày đặc ở nhiều dạn nhiệt đới so với nhiều khu vực thủy sinh khác. Trên 4.000 loài cá, gần 1/3 tất cả các loài cá đã biết được ghi nhận. Cá dạn không chỉ sống trong những vùng san hô tạo đá, mà cũng sống cùng san hô quạt và san hô mềm, hải miên và cỏ chân ngỗng. Một số khác lảng vảng bên trên dạn hoặc bơi rất tích cực. Làm sao dạn san hô có thể nuôi dưỡng nhiều loài cá như thế? Điều này xảy ra là do sự sống đa dạng mà những loài cá dẫn đến, đặc biệt là những nguồn thức ăn đa dạng và chiếm những khu vực hoặc nơi sống khác nhau bên trong và ngoài dạn san hô. Cá có khuynh hướng tập trung thành đàn lớn để an toàn khi kiếm mồi, và tất cả đều có thể lao nhanh để trốn tránh khi kẻ săn mồi tiếp cận. Nhiều loài tạo thành đàn để an toàn hơn khi di chuyển, vì mỗi cá thể khi tạo thành đàn sẽ an toàn hơn trước loài thú săn mồi. Ở đáy biển, những loài thực vật đặc trưng sinh tồn bằng mùn trong nước biển cũng xác lập sự sống của mình. Loài dương biển là một sinh vật giống như cây, nhưng trên thực tế nó thuộc họ động vật. Loài này được tìm thấy ở nhiều vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các hình thái thường thấy là cấu trúc nhánh đa dạng, hình cái roi hay lưỡi liềm tùy theo tư thế mà dòng chảy của biển tạo thành. Đôi chỗ nó tạo thành một quần thể rậm rạp như ngọn núi lửa từ biển phun lên. Giống như san hô, dương biển cũng là nơi nhiều loài cá nương tựa sự sống của mình, bởi khả năng tích mùn của loài sinh vật biển này. Vậy là sự thích nghi tồn tại với điều kiện nghiệt ngã dưới đáy biển của một số loài lại làm nảy sinh thêm điều kiện sinh tồn của biết bao loài khác. Sự bình đẳng của các loài bay ở một nơi mà sự sống của chúng không bị đe dọa bởi những xâm hại từ phía con người đã cho phép từng loài phát triển số lượng và giống nòi của chúng. Đối với một số loài đặc hữu, sự khắc nghiệt về môi trường sống cũng là một điều kiện lý tưởng để các loài thiên địch khác ít có cơ hội tiếp cận hơn. Quay trở lại xã hội của các loài chim di trú, loài gầm gừ trắng có tên khoa học là Ducula bicolor, ở Việt Nam chỉ phân bố tại Côn Đảo. Chúng sống trên các đảo có rừng xanh, đặc biệt là rừng thứ sinh hoặc rừng ngập mặn. Vào tháng 5 tại Côn Đảo, khi mùa mưa đến thì cũng là thời điểm sinh sản của loài gầm gừ trắng. Chim bố mẹ sau quãng thời gian cặp đôi, làm tổ
Khoảng một tuần tới 10 ngày là chim mẹ đẻ trứng. Gầm gí trắng thường đẻ từ 1 đến 2 quả trứng. Những con non sau nở thường được chim mẹ ấp, còn chim bố thời gian này tách riêng ra. Chim mẹ đi kiếm mồi ban ngày, chiều về lại ấp chim con suốt đêm. Loài gầm gí trắng khi trưởng thành có một bộ lông trắng kem, mỏ và viền mắt màu xanh xám. Với độ ẩm cao luôn được duy trì trong những cánh rừng rậm, các loài sinh vật gồm cả thực vật và động vật đã có được điều kiện để phát triển sự sống của chúng với tính đa dạng cao. Điều kiện sống ấy giống như cái nôi êm ái, cung cấp lượng dinh dưỡng cực kỳ phong phú cho muôn loài. Đóng góp vào dòng chảy sự sống không ngừng trên các hòn đảo là sự phong phú và sôi động đến từ các loài bay. Nhưng còn đâu đó trong không gian mênh mông giữa trời và biển, trong vòng quay 24 giờ giữa ngày và đêm, còn là sự góp mặt của những loài sinh vật khác. Xuất hiện khi màn đêm buông xuống là cua xe tăng, với danh pháp khoa học là Cadisoma canifex. Sở dĩ có tên là cua xe tăng vì khi bò, nó có hình dáng trông giống như một cỗ xe tăng đang di chuyển. Ở Việt Nam, cua xe tăng chỉ phân bố duy nhất khu vực rừng ngập mặn ở Côn Đảo. Cua xe tăng là loài ăn tạp, đôi càng chắc khỏe với càng phải to, càng trái nhỏ, đủ sức xé lá và ăn các loài thực vật. Chân bơi sau cùng biến thành chân để bò. Các gai trên mai cũng đã tiêu biến hoàn toàn, thích nghi với đời sống hang. Mặc dù sống trong hang, trên cạn, ở các vùng chân triều hoặc những bãi cát sình pha đá trên mực nước triều, nhưng cua xe tăng phải di cư ra biển để đẻ trứng. Do đó là nơi có nhiệt độ nước ổn định và giàu thức ăn, thích hợp cho ấu trùng phát triển. Tại Côn Đảo, khu vực Hòn Bảy Cạnh là nơi cho thấy sự xuất hiện thường xuyên của loài cua này. Góp mặt tích cực vào đời sống đêm trên hòn đảo ngoài biển khơi này là rùa xanh. Con rùa mẹ này đang đào tổ và bắt đầu đẻ trứng. Sau khoảng 30 phút, với kết quả hơn 120 quả trứng, nó kết thúc công việc một cách lặng lẽ và bò xuống biển. Loài rùa biển xanh chỉ đẻ trứng vào ban đêm. Khoảng tháng 5 đến tháng 9 hàng năm là mùa đẻ của rùa Côn Đảo. Rùa cái có thể đẻ hàng trăm quả trứng trong một mùa sinh sản. Tuy nhiên, theo ước tính, trung bình cứ 1.000 rùa con được sinh ra, chỉ có một cá thể có thể sống sót cho đến lúc trưởng thành. Từ tháng 5 trở đi, đêm trên hòn đảo này trôi đi khá nhanh. Dường như thời khắc đêm cũng muốn nhường cho sự sống của một ngày mới. Ánh mặt trời vội vã phủ khắp khu rừng. Mùa mưa đến, màu xanh sẽ là chủ đạo khắp không gian của hòn đảo. Âm thanh của muôn loài cũng trở nên mạnh mẽ sau quãng thời gian ẩn náu. Và chống chọi với sự gay gắt của nắng nóng, của sự thiếu nước trầm trọng. Sau hơn 6 tháng mùa khô, những sinh vật có trên hòn đảo này thực sự đang chờ mong một không gian mát dịu. Từ lũ chuồn chuồn, rồi loài thằn lằn bay đốm kỳ dị với màng ở yết hầu, cho đến bọn rắn mối loạt xoạt lá cây.
Tất nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của công dân danh dự, loài bò sát ở Côn Đảo, Thạch Sùng Côn Sơn. Với tên khoa học là Citodatilus codorensis, loài đặc hữu còn có tên là thằn lằn ngón Côn Đảo. Chúng được một người Anh có tên là Smith phát hiện ở Côn Đảo vào năm 1920. Đây là loài sống ở những khu rừng mưa nhiệt đới, ở các nơi có nhiều hốc đá hay các tảng đá ven biển và những nơi có độ cao tương đối. Mưa trong suốt một quãng thời gian dài, đủ để lấp đi những khoảng trống trên các mảng rừng bằng màu xanh của cây lá. Cũng nhờ vào nguồn nước dồi dào mà cây cối trở nên vạm vỡ hơn. Nhiều cây cho trái đã gọi mời các loài về cư ngụ và tạo nên sự sôi động cả một khu rừng. Ngay cả khi các chùm quả sung còn xanh trên cây, lũ sóc mun đã bắt đầu mon men tới. Chúng hài lòng khi chọn lựa cho mình những món ăn vừa miệng. Sóc mun là một trong hai loài thường gặp ở Côn Đảo. Chúng có tên khoa học là Colossiunis phileisoni. Sóc mun ăn quả, hạt và sống chủ yếu ở rừng già, rừng hỗn giao. Khác với dạng ở đất liền có màu đỏ, sóc mun có bộ lông đen tuyền. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn dùng tên và đặt tiếng Việt là sóc mun để phân biệt với loài sóc đen ở Côn Đảo có hình dạng lớn hơn. Đây là loài sóc đen Côn Đảo, có tên khoa học là Ratufa bicolor codorensis. Chúng có kích thước to lớn hơn các loài sóc khác ở Côn Đảo, bộ lông màu đen, bụng có màu sẫm vàng lan tới cánh tay và có vệt đỏ hoe phía sau gáy. Loài này thường sống cô độc trên những cây gỗ cao trong các khu rừng sâu và chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản. Vào tháng 5, ở một hòn đảo khác, hòn trứng, ven các mép nước biển cũng xuất hiện một loài chim di trú. Đó là chim điên bụng trắng. Loài này có tên khoa học là Sula leucogaster plutus. Trong đại gia đình các loài chim trên hòn trứng, chim điên bụng trắng chỉ chiếm một số lượng khiêm tốn, nhưng nó lại có vai trò quan trọng trong các thành phần chim di trú trên đảo. Ngoài cấu trúc chân có màng đặc biệt, chúng cũng là loài bay nhanh và mạnh mẽ. Di cư theo mùa để sinh sản. Loài chim này chỉ làm tổ duy nhất ở khu vực hòn trứng thuộc vườn quốc gia Côn Đảo. Trong môi trường đầy khắc nghiệt, sự sống vẫn được sinh sôi, nảy nở không ngừng. Những lứa chim non vẫn nối tiếp nhau ra đời, mạnh mẽ chống chọi với nắng, gió, giông bão. Để rồi đến một ngày kia vững vàng, chúng lại sải dài đôi cánh, tung mình trên sóng, góp mặt vào đại gia đình các thành phần loài, vốn đã xác lập sự hiện diện của mình, một cách đầy tự hào trên đảo. Giữa không gian mênh mông, giữa trời và biển, những loài chim như chim điên bụng trắng, nhạn biển, gầm gỉ trắng và vô số các loài đặc hữu khác đã trở thành một cái gạch nối. Gạch nối đó đã kéo liền không gian trời biển, làm nhỏ đi cự ly khoảng cách và đặc biệt hơn là nó đã xóa nhòa ranh giới giữa thiên nhiên và con người.